Rồi, chào các anh em, có dư mấy cái khoang độ cho cricket thì để lại cho các anh em. Ví dụ một bộ như này, các anh em thấy đầy đủ như thế này nhé. Đầy đủ như thế này là chỉ có 600 đồng thôi nhé. Đây mình sẽ bóc ra cho các anh em xem. Mình tạm dừng cái đã. Đây thì sẽ có cho anh em đi theo, đấy là một cái lò xo sợi 1.8 nhé. Đấy, lò xo sợi 1.8. Đây, lò xo sợi 1.8, thép carbon đàn hồi rất tốt. Đấy, 1.8 để cho các anh em giã cho khỏe cho mạnh. Một cái độn để chống vào cái van của anh em, các anh em chỉ cần chống chụp nó lên như này, thế là các anh em sử dụng nhé. Đây, khoang đây. Đấy. Đấy. Rất đẹp và rất là zip. Đó. Mình đến hết sang này. Đấy, các anh em nhìn đây. Rất đẹp nhá, khoang. Đấy, cổ đây. Đấy. Cổ chắc chắn nhá. Đây. Đấy. Cổ chắc chắn cho các anh em nhá. Đấy, độ dơ chỉ một tẹo thôi nhá. Đó. Đây là ti mõm dài. Đó. Cái lỗ bên trong để xả ti ấy là lỗ 3 lỗ 3.5 nhé các anh em, 3 lỗ 3.5 ở bên trong. Đó. Khoang cricket cho các anh em. Đây là phi 45 nhé các anh em. Phi 45 đó. Tay mình hơi bẩn chút. Đấy. Lau đi là sạch bóng luôn. Đấy, tay mình hơi bẩn tẹo. Đó. Rồi. Đấy. Có 600k thôi. Chào các anh em.